Trên thế giới thì ngày càng có nhiều người thiệt mạng vì bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân là do thuốc kháng sinh không còn phát huy được tác dụng chống lại virus gây bệnh. Tại Anh thì một cuộc cách mạng ngành công nghiệp dược phẩm đã được triển khai dưới sự chỉ đạo của chuyên gia kinh tế kỳ cựu là Jim O'Neill. Ông Jim O'Neill là cha đẻ của những thuật ngữ kinh tế như MINT và BRIC. Nay ông chuyển sang lĩnh vực mới trong vai trò là người đi đầu trong việc tìm ra phương hướng giúp những công ty sản xuất thuốc tại Anh chế tạo thuốc kháng sinh chống lại sự tấn công của virus. Tại Anh, một lượng khổng lồ thuốc kháng sinh được dùng mỗi năm, tuy nhiên hầu hết các virus đều có thể chống lại thuốc kháng sinh. Theo các chuyên gia dự đoán, trong hai thập kỷ nữa sẽ không có thuốc kháng sinh nào chống lại được virus. Khoảng 25.000 người châu Âu thiệt mạng mỗi năm vì mất sức đề kháng chống lại virus. Chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi không phân loại và chế tạo thuốc kháng sinh mới, thì có lẽ nền y học hiện đại sẽ chấm hết tại đây. Liệu trình điều trị ung thư thời nay sẽ bị thay thế bởi những cách thức chữa bệnh thời xa xưa. Bệnh truyền nhiễm đã từng là nguyên nhân chính gây ra nhiều cái chết cho đến khi người ta phát minh ra thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, những thập niên gần đây, thuốc kháng sinh đã không còn phát huy được tác dụng của nó. Tôi thấy ngạc nhiên khi người ta có thể chi đến 30.000 bảng cho một liệu trình điều trị ung thư nhưng lại không muốn trả chỉ 100 bảng cho một đơn thuốc kháng sinh. Họ không biết rằng thuốc kháng sinh có thể cứu cuộc sống của họ. Giới chuyên gia cho rằng cần mất từ 1 đến 2 thập kỷ để có thể giải quyết vấn đề này, nếu không họ sẽ quay lại thời kỳ khủng hoảng y học. O'Neill sẽ được tạo điều kiện làm việc trong môi trường độc lập, không chịu sự chi phối của chính phủ. Ông sẽ chịu trách nhiệm đưa ra một báo cáo ban đầu cho dự án này vào năm tới.